Thưa chị, điều gì khiến chị quyết tâm đưa Kiều lên màn ảnh rộng ạ? Thực ra thì Mai Thu Huyền đã ấp ủ để làm dự án phim Kiều cách đây từ 10 năm rồi. Bởi vì từ nhỏ thì Huyền đã rất là mê truyện Kiều và thấy đây là một cái tác phẩm rất là lớn của dân tộc Việt Nam và của đại thi hào Nguyễn Du. Có rất là nhiều những cốt truyện hay, chi tiết hay và nó đầy những ngôn ngữ hình ảnh. Cho nên là Huyền rất là mong muốn để làm sao có thể đưa truyện Kiều lên phim. Nhưng mà 10 năm trước thì chưa thực hiện được. Cho nên là khi mà năm 2020 biết là kỷ niệm 200 năm ngày mất của đại thi hào Nguyễn Du thì Huyền rất là quyết tâm để làm sao có thể thực hiện được cái bộ phim này. Và bắt đầu từ 2019 là đã bắt đầu đoàn ekip đã lên kế hoạch chuẩn bị đặt hàng kịch bản và đi khảo sát tất cả những cái bối cảnh từ Bắc vào Nam. Và tháng 6 năm 2020 thì bộ phim đã được bấm máy và cho đến bây giờ thì bộ phim Kiều đã hoàn thành xong và chuẩn bị ra rạp để công chiếu phục vụ cho khán giả. Theo kế hoạch thì bộ phim Kiều sẽ chính thức được công chiếu ở tất cả các rạp trên toàn quốc bắt đầu từ ngày 9 tháng 4 năm 2021. Được biết thì là cái bộ phim Kiều ấy là chị đã dành rất nhiều tâm sức để sản xuất bộ phim này. Thì cho đến nay thì Mai Thu Huyền đã dành tâm sức của mình cho bộ phim như thế nào? Có thể nói là trong gần 2 năm qua, suốt từ khi mà bắt đầu lên ý tưởng kịch bản, rồi đi chọn bối cảnh, rồi tuyển diễn viên, rồi thành lập đoàn phim, rồi trong suốt quá trình quay cũng như là quá trình làm hậu kỳ của bộ phim thì tính ra là gần 2 năm thì gần như lúc nào Huyền cũng ăn Kiều ngủ Kiều. Và bởi vì là thực sự là nó cứ bị ám ảnh trong cái tâm trí của mình với một cái dự án mà mình phải đầu tư rất là lớn, không chỉ là về công sức, mồ hôi, thời gian mà cả vật chất, tiền bạc cũng. Đây là một cái dự án được đầu tư rất là lớn, lớn nhất từ trước đến nay so với những cái dự án phim mà công ty Tincom Media của Huyền đã đầu tư thực hiện. Bởi vì Huyền nghĩ là đây là một cái tác phẩm rất là lớn nên khi mà mình đưa lên phim thì mình cũng phải có một cái sự đầu tư tương xứng để làm sao có thể toát lên được những cái một cái bộ phim, tạo ra một cái bộ phim chất lượng. Nhưng mà tuy nhiên thì với một cái phim điện ảnh chiếu rạp nó chỉ có thời lượng 90 phút thôi. Thế cho nên chúng tôi cũng không thể nào đưa được hết như nguyên tác là 15 năm lưu lạc của nàng Kiều với rất là nhiều những cái nhân vật, rất là nhiều những cái mốc trong cuộc đời. Thế cho nên là chúng tôi cũng xin phép cụ Nguyễn Du để lựa chọn một cái giai đoạn trong truyện Kiều thôi, đó là khi mà Kiều bắt đầu bị bước chân bán mình trược cha, bước chân vào Lầu Xanh và cái cuộc tình tay ba giữa Kiều Thúc Sinh và Hoạn Thư. Thì đấy là cái giai đoạn mà bộ phim điện ảnh cổ trang Kiều lựa chọn để truyền đạt cái câu chuyện này. Tuy nhiên mặc dù chỉ là trích một cái giai đoạn của truyện Kiều thôi nhưng chúng tôi cũng vẫn cố gắng để thể hiện được những cái tinh thần, những cái cốt lõi chính của tác phẩm, đó là những cái tính nhân văn, tính nhân đạo cũng như là cái khát vọng tự do, cái khát vọng quyền được sống, cái khát vọng quyền được yêu của những cái nhân vật trong bộ phim và đặc biệt đó là Thúy Kiều. Thế cho nên là chúng tôi rất là hy vọng khi mà bộ phim công chiếu cũng sẽ nhận được những cái tình cảm yêu mến và ủng hộ của quý vị khán giả. Và đặc biệt là khán giả Hà Tĩnh, bởi vì Huyền đã rất là nhiều lần ghé về Hà Tĩnh và rất là yêu quý cái mảnh đất này và hy vọng là bộ phim được lấy cảm hứng từ truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du, một người con của đất Hà Tĩnh, thì rất là hy vọng là khán giả ở Hà Tĩnh cũng sẽ ủng hộ nhiệt tình, nhiệt liệt cho bộ phim điện ảnh cổ trang Kiều. Được biết trong quá trình sản xuất phim thì chị và ekip phim đã rất nhiều lần về Hà Tĩnh và đặc biệt là về thăm khu di tích Nguyễn Du. Thì mục đích của những chuyến đi này là gì? Thưa chị.
Thực ra thì Huyền đã lần đầu tiên đặt chân đến Hà Tĩnh là cách đây 10 năm. Khi đó là Huyền đã ấp ủ để làm một cái bộ phim truyền hình dài tập 40 tập về 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 truyện Kiều. Thì lúc đấy đã về Hà Tĩnh và xin đến khu di tích của Nguyễn Du để xin cụ phù hộ để làm sao có thể thực hiện, cụ cho phép để thực hiện cái dự án phim này. Và cũng rất là nhiều chuẩn bị cho cái giai đoạn đó nhưng rất là tiếc chưa thực hiện được. Cho nên là khi mà bắt tay vào cái dự án phim điện ảnh thì ekip cũng cái việc đầu tiên là đi đến lúc mà đi khảo sát bối cảnh là chúng tôi đi từ Bắc vào Nam 20 mấy tỉnh thành và trong đó thì có Hà Tĩnh và cũng lại tiếp tục báo cáo cụ là xin phép cụ để có thể thực hiện bộ phim này. Và sau đó thì lần thứ hai là lần khi mà bộ phim trước khi bấm máy, tức là chúng tôi đã chuẩn bị hết cả cái giai đoạn tiền kỳ xong rồi thì là bắt đầu chuẩn bị vào bấm máy thì cũng đến báo cáo cụ một lần nữa để xin cụ phù hộ cho may mắn. Thì thực sự là chúng tôi rất may mắn trong cái quá trình quay. Khi mà bộ phim quay cái ngày cuối cùng mà chúng tôi đóng máy thì tức là một bộ phim Kiều nó rất là đặc biệt vì nó quay giữa hai cái đợt dịch Covid, đợt 1 và đợt 2, và đến cái ngày cuối cùng mà bộ phim đóng máy thì cũng là lúc mà Covid đợt 2 bùng nổ. Đó, thế cái đợt lần thứ 3 mà chúng tôi quay trở lại Hà Tĩnh đó là khi mà hoàn thành xong hết bộ phim rồi và báo cáo với cụ là chúng con đã hoàn thành bộ phim. Đây là lần thứ 4 là ekip với các diễn viên với cả những cái thành phần trong đoàn là đến báo cáo cụ, bởi vì là ngày 9 tháng 4 thì phim sẽ chính thức được khởi chiếu tại tất cả các rạp trên toàn quốc. Khi mà biết là Hà Tĩnh là quê hương của Nguyễn Du, cha đẻ của Truyền Kiều, thì cũng như bây giờ sản xuất bộ phim Kiều thì tình cảm của chị dành cho quê hương Hà Tĩnh nói chung và khán giả Hà Tĩnh như thế nào ạ? Mỗi một lần đến Hà Tĩnh thì Huyền cảm thấy rất là vui, bởi vì cái sự hiếu khách, cái sự nhiệt tình của những cái người dân Hà Tĩnh đối với Huyền, cá nhân Huyền cũng như là với ekip đoàn làm phim. Và người dân Hà Tĩnh rất là hiền lành, rất là hiếu khách và rất là nhiệt tình ủng hộ. Và cái điều mà Huyền cũng rất là vui, bởi vì khi mà mình làm một cái bộ phim về truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du thì cảm giác nó rất là linh thiêng và mình muốn là sẽ phải giống như là tìm về cội nguồn và phải đến đầu việc nghĩ đầu tiên đó là đến đặt chân đến Hà Tĩnh để đến dâng hương cụ và xin phép cụ. Và mỗi một và đặc biệt là lần bất kỳ một lần nào chúng tôi đặt chân đến đây thì cũng đều nhận được những cái sự yêu mến và ủng hộ của các ban lãnh đạo, của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, rồi lãnh đạo huyện Nghi Xuân đã rất là nhiệt tình hỗ trợ đoàn hết sức có thể. Và hôm nay thì khi mà đoàn chúng tôi đến thì có thêm một cái chương trình nữa, đó là giao lưu với các sinh viên ở Đại học Hà Tĩnh, thì Huyền cũng và ekip đang rất là hồi hộp mong chờ để có thể gặp gỡ các bạn sinh viên và giao lưu với các bạn sinh viên để hiểu hơn nữa về người dân Hà Tĩnh. Và Huyền có thấy Huyền cũng có rất nhiều những cái người bạn mà cũng là người dân Hà Tĩnh, mặc dù họ không hiện nay họ không ở Hà Tĩnh, họ sống ở những cái thành phố khác hay họ sống ở nước ngoài, nhưng mà Huyền thấy cái tình yêu Hà Tĩnh của họ mãnh liệt lắm, và chính những cái tình yêu đó nó truyền cho mình, bởi vì họ rất là tự hào đây là một cái mảnh đất đã sinh ra những con người tài năng như là đại thi hào Nguyễn Du.